Chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một mẫu bật lửa đồng nguyên khối cực kỳ là mỏng và ấn tượng luôn các anh nha. Tới từ thương hiệu Promise với thiết kế cực kỳ là sang trọng luôn đúng không ạ? Bên ngoài là một lớp giấy cũng như là bên trong là một hộp gỗ được dập logo Promise, rất là sang trọng, rất là thích hợp để có thể lựa chọn làm quà tặng sếp, đối tác hay là bạn bè nhân dịp trọng đại luôn các anh nha. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Mẫu này thì với mã hàng là BNC007. Em lưu ý với các em một chút là với mẫu này thì nhà em còn một mẫu nữa có mã là BNC007Y, rất là giống nhau luôn. Mẫu BNC007Y là sử dụng xăng, còn mẫu BNC07 này là sử dụng ga các anh nhé. Thì khi mà gọi điện đặt hàng thì các anh lưu ý giúp em là mình nhớ đúng mã để bên em có thể giao đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh khi mà giao đến nơi không đúng hàng các anh nhé. Bộ sản phẩm của chúng ta bao gồm một chiếc bật lửa cũng như là được tặng kèm theo một túi vải dây rút rất là sang cũng như là rất là đẹp luôn, giúp các anh có thể bảo quản chiếc bật lửa cũng như là mang theo di chuyển, tránh va đập xuất sát chiếc bật lửa của mình ngay nha, rất là tuyệt vời luôn. Kèm theo thì được tặng kèm theo ba viên đá. Ba viên đá này thì chúng ta có thể sử dụng được gần một năm đấy ạ. Chỉ cần mua thêm một bình xăng nữa là các anh có thể sử dụng được rất là lâu rồi. Tiếp theo là được tặng kèm theo một cây chổi vệ sinh để các anh có thể vệ sinh khi mà mình sử dụng lâu ngày bị bám muỗi ạ, rất là tiện lợi luôn các anh nhá. Thì sau đây em sẽ đi đến chiếc bật lửa của chúng ta luôn các anh nha. Một chiếc bật lửa đến từ thương hiệu Promise, được khắc chữ Promise ở đây ạ. Bật lửa đồng nguyên khối sử dụng ga đá, rất là chất lượng, càng dùng càng mới, màu sắc thì bền đẹp theo thời gian luôn các anh nha. Màu vàng thì chưa bao giờ là màu lỗi mốt rồi, luôn là được các anh rất là yêu thích cũng như là săn đón luôn. Sản phẩm sử dụng ga đá rất là dễ tìm kiếm cũng như là thay thế khi hết luôn các anh nha, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mẫu này thì chúng ta có màu vàng xước, vàng bóng, vàng bụi, bạc xước, bạc bụi. Thì các anh có thể khi mà gọi nhận đặt hàng thì các anh có thể nhắc nhở các bạn nhân viên bên em giao cho các anh đúng màu, đúng mẫu mà các anh yêu cầu các anh nhá. Mẫu này em rất là thích luôn bởi vì ngọn lửa của nó rất là đẹp các anh ạ. Các anh có thể quan sát thấy đúng không ạ? Ngọn lửa rất là đẹp luôn, em rất là thích luôn. Cực kỳ là tuyệt vời. Rất là đẹp các anh nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Mình có thể điều chỉnh ga ở đây để lửa có thể to hơn hoặc nhỏ hơn tùy thích các anh nhá. Rất là đẹp và cực kỳ là tuyệt luôn, với độ mỏng ấn tượng luôn các anh nha, với độ mỏng cực kỳ là ấn tượng luôn, rất là nhỏ gọn, các anh có thể đút vào túi quần không hề bị cộm, cũng như là cầm nắm cảm giác rất là vừa tay và thoải mái luôn, không hề khó khăn một chút nào. Cái này thì mình có thể bơm lại khi hết rất là dễ dàng, mình chỉ cần sử dụng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi các anh nha. Nếu mà anh nào chưa biết cách bơm ga đúng thì mình có thể truy cập vào kênh YouTube Ambe Bật Lửa Đẹp để xem video hướng dẫn bơm ga đúng cách cho bật lửa. Thì sẽ có video hướng dẫn chi tiết để các anh có thể bơm đúng và đủ các anh nha, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ngọn lửa rất là đẹp luôn đúng không ạ? Một chiếc bật lửa rất là sang trọng cũng như là rất là thời trang, rất là thời trang và phong cách, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Một sự lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho những anh đam mê lửa cũng như là những chàng trai nam tính đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Anh nào mà kết cái mã sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới, Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.